Alo, hai bạn nghe rõ rồi. Bạn Hoàng gửi bài tập rồi, bạn Tú chưa gửi như sao á? Không không sao. Giờ gửi cũng được. Chúc tại vì lấy cái bài đó để làm để chị dạy tiếp lý thuyết đó. Vậy bây giờ gửi nha. Em gửi đi. Nếu vậy thì để thôi lấy bài của bạn Hoàng đi. Lấy bài bạn Hoàng vậy. Ít chết men. Sao giờ ta? Đợi xíu. Thôi để tí mở cái này. Để nhớ cái này đi, tí mở cho mọi người coi bài của vợ. Hôm bữa bạn Hoàng gửi bài qua mail đúng không? Quên không, chị có nhận được phản hồi của mấy bạn xem cái clip á, thì mọi người nói là không hiểu sao học bố cục nói về phương Đông phương Tây. Cho nên giờ hỏi hỏi lại hai bạn trước cái vụ này xong mình học tiếp. Cái bài clip ở trước á, hai bạn thấy sao về học cái vụ phương Đông phương Tây? Nhưng mà em có nghĩ là cái học mình học về phương Đông phương Tây đó là nó là chung cho các cái về thiết kế không? Tại vì bạn kia thì bạn bảo là thấy có vẻ không liên quan cho lắm. Chị hơi ngạc nhiên khi mà bạn hỏi ngược lại chị cái vấn đề đó. Thì chị không biết là suy nghĩ của Hoàng với Tú về cái phương Đông phương Tây như thế nào thôi. Thiết kế kiểu này cho phương Đông. Nhưng mà em có nghĩ là nó quan trọng hay hay là nó chỉ là một cái vấn đề phụ thôi? Nếu mà xét về học bố cục thì là bạn Tú thấy học cái đó là về cảm thấy là chính hay phụ? Em thấy nó quan trọng, nhưng mà mọi người có nhìn thấy cái mấy bạn có biết cái câu gọi là thập nhị công nghệ không? Hai bạn có từng nghe cái câu thập nhị công nghệ chưa?
Lần đầu tiên hả? Cái thập nhị công nghệ nè là nó xuất phát, nó ở bên cạnh lương, nhưng mà thật sự là theo chị thấy ấy, thì là khi mà chị lấy cái phương Đông phương Tây đưa cho hai bạn ấy, và chị chọn poster phim với cả nói chung là phim ảnh này nó chứ không không đưa một cái về vấn đề khác ấy, là do là khi mà em để ý nha, khi mà em xem phim ảnh thì trong cái phim ảnh mà em xem á, hay là poster xem, em sẽ nhìn em sẽ thấy là có trang phục của diễn viên nè, màu sắc nè, tóc tai nè, có kiến trúc hội họa ở trong bộ phim đó và cái poster nữa, thì từng thời điểm một nó sẽ thể hiện được cái phong cách, rồi cái trường phái, cái xu thế, cái độ công nghệ hay là phát triển gì ở từng giai đoạn khác nhau. Cách đây mấy năm thì nếu em xem phim Hàn mà phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc á, thì sau khi xem phim nó xong rất là nhiều bạn nữ ở Việt Nam mình á, theo cái xu hướng quần áo kéo dài đến bây giờ là phim Hàn quần áo như thế nào người ta cũng rất là thích á. Thì chị kiểu như là không nói thẳng ra, nhưng mà cái vấn đề văn hóa phương Đông phương Tây khi mà mình học bố cục vậy nè, là mượn một cái nhỏ đó để cho mọi người nhìn cái vấn đề nó lớn hơn chút xíu, mà chắc là mọi người chưa nhìn ra, mà cái thập nhị công nghệ này ủa sao mọi người chưa biết ta, thập 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 nhị công nghệ. Thì giống như mình làm, mình học thiết kế cũng vậy, mình học thiết kế là đúng chính xác thập nhị công nghệ đây. Thập nhị công nghệ là 12 cái đó, là khi mà có phải là em học thiết kế nhưng mà có thể ra em sẽ làm, có người thì làm thiết kế sân khấu, có người thì làm bên kiến trúc, có người thì thiết kế tóc tai hóa trang, kia cũng là thiết kế mà, thì nó bao gồm chung chung như vậy á. Tại vì bạn kia bạn không hiểu thì chị cũng không tranh cãi gì hết, tại vì mỗi người có một quan niệm riêng. Nói chung là bạn thấy cần thì bạn học, mà bạn không thấy cần thì thôi. Nhưng mà tại vì hai bạn học chung với mình cho nên mình muốn chia sẻ thôi. Bữa nào rảnh sờ thử cái thập nhị công nghệ đi. Cái này sao? Cải lương, nhưng mà ý là nó đúng rồi, nhưng mà nó cũng là một cái kiến thức cho mình á. Ví dụ như sau này em thấy cái dạy cổ Hoài Lan không, khi mà lên phim ảnh này nọ thì ít ra em cũng phải biết một tí khái niệm gì về cái thập nhị công nghệ hay là một cái gì bên cải lương ấy. Nói chung làm thiết kế nhiều lúc mình không muốn nhưng mà mình buộc mình phải tìm hiểu nhiều vấn đề để cái thiết kế của mình không phải là đẹp mà nó có chiều sâu, nó có ý nghĩa trong đó nữa. Mình gửi cho hai bạn cái bài lý thuyết về đường nét, hai bạn đọc chưa? Bạn Tú đọc phần, bạn Hoàng đọc chưa? Tại vì hai bạn đọc cái đó xong á, mình cho coi cái bài này. Hôm bữa tính gửi sớm nhưng mà sợ là gửi sớm đọc xong rồi cái bỏ đây quên, cho nên để sát sát ngày gửi. Đây, sai ngày quá. Đâu ta? À, cái này trước đi. Đây. Ok, để chị chia sẻ màn hình quên mất tiêu. Hai bạn thấy màn hình chưa? Bạn Tú thấy rồi đúng không? Bạn Hoàng thấy chưa? Đây mình chia sẻ một số hình ảnh này nha. Chị nghe rõ Tú nói.
Mà hai bạn thấy màn hình không? Ở bên kia có thấy bên chị ồn không? Ok. Đây nha, mọi người coi hình ảnh nha. Cái này là những tác phẩm của một nghệ sĩ bên nước ngoài. Dưng nhìn cái xe hơi này nhớ cái vụ cô nàng nào ở Hà Nội vé lên xe hơi đen. Mọi người thấy sao? Cũng chỉ cái này á, mình muốn giới thiệu á là cái này cũng là đường nét cong thẳng, nhưng mà người ta kiểu như là người ta đã ứng dụng á. Đây, cái này là họ trang trí này. Ủa, tú rớt màn hả? Chết rồi, cái phần này quan trọng, tại vì phải coi này xong để chút nữa mới biết làm bài. Tú không nghe được hả? Để đây. Chết rồi, không nghe thấy hả? Sao giờ ba gọi lại ha? Ôi chị nghe rõ lắm á. Tại vì bây giờ phải cho mấy bạn coi một số hình ảnh như vậy để chút nữa mới biết làm bài tập. Ok, để chị gọi lại.
Bạn Tú on được chưa? Lúc nãy chị nói đến cái vụ cầm máy chụp hình đi chụp á, hai bạn Tú bạn Hoàng nghe khúc đó rồi đúng không? Bạn Tú. Alo. Hình như lại rớt mạng nữa hay sao á, không thấy bạn Tú nói gì hết. Nhắn tin đi. Ui, cái khúc chết rồi, cái khúc này sao không? Alo. Chị nghe rõ bạn Tú nói mà. Bạn Hoàng có nghe thấy không? Ừ. Vậy bây giờ chị nói tiếp nha. Nói lại từ đầu à? Không. Cái khúc chị nói hai bạn cầm máy đi chụp hình á thì không không có phải là bắt buộc là phải đi cầm chụp, mà là mình nói chung là tiện lúc nào á, trong tuần thì mình chụp. Nhưng mà em chụp thì em chọn cái bức đó xong em phải thể hiện lại được nha.
giả sử như bạn chị chụp cái bức lá và nước, giọt nước nó rớt xuống mặt nước vậy nè, sau đó sẽ vẽ. Ủa, ô quên quên, sorry. Alo, bạn bạn kia thấy chưa? Đây nha, ví dụ mình thấy cái lá và giọt nước nó rớt xuống mặt hồ, mặt nước, mặt gì đó, nó lan tỏa ra. Em chụp lại cái khoảnh khắc, cái cảnh đó và em vẽ lại như vậy nè. Cái này là bài tập trên lớp đó. Chị share lại cho mọi người làm thử. Đây, cái cảnh nước lóe ra thì bạn thể hiện bằng cách này. Cái này chỉ là bài tập mà tham khảo thôi nha, còn còn hai bạn thể hiện như thế nào là tùy. Nhưng mà phải có cái chủ đề, như chủ đề đây là tung tóc và tung tóe gì đó. Ở đây chuyển động. Ở đây là tay em chạy khuyên rũ lan tỏa. Rồi, đây bài đường nét. Cái này thể hiện gấp khúc nè, trôi dạt, tối lắm. Hai bạn thấy màn hình đúng không? Ok, nói chung là mình chỉ cho coi mẫu thôi, còn thể hiện như thế nào là tùy hai bạn. Còn chất liệu á, chất liệu thì bây giờ thôi để dễ, trước mắt là cứ làm bằng bút chì với cả bút lông kim hay bút gì tùy. Rồi từ từ sau á, là do bọn chị học thì giáo viên bắt phải thể hiện chất liệu nữa. Ví dụ như thể hiện chất liệu gỗ thì một là đánh, phải phải đánh bóng nè, đó. Đừng nói bên kia rớt mạng nữa nha. Mấy bài này coi vậy chứ cũng mất thời gian làm á. Làm trên lớp rồi bị chê hả? Thì giờ làm lại thử. Cái này điểm chấm nhưng mà chấm ít mà, đâu phải chấm full đâu. Bị trả lời rồi. Cái này vẽ tay hết nha, không phải máy nha. Đó. Cái này là tùy theo mỗi bạn thôi, chứ mình không ép phải y chang. Cái này là bài nâng cao, nhưng mà cái này thuộc hàng lối rồi, của bên kiến trúc, là bố cục không gian này. Đây là bài của năm nhất. Nhìn vậy thôi chứ vẽ chắc cũng mất 5-6 tiếng hay một ngày ấy. Không dễ. Đó, cũng là những cái đường nét thôi, sau đó chuyển lên thành khối. Mọi người muốn làm mấy bài? Ở đây là có bài điểm chấm, đường nét, hình khối, không gian. Chung là cái này chị cũng sẽ gửi qua cho mấy bạn giữ làm tài liệu tham khảo. Đây,
Mà bài này của bạn chị nha, không phải của chị nha. Bài của chị được có 7 điểm mà. Thấy của nó được 9 điểm cho nên mượn bài của nó để đưa cho mọi người coi. Nhìn mày chứ ngồi tô cũng mất thời gian lắm á. Thì mình sẽ học thứ ba và thứ bảy trong thời gian đó mới bạn làm. Mà bây giờ bắt đầu là bước vô học thiệt rồi đó, chứ không phải là nhìn hình chơi chơi nữa. Mấy cái này hả? Ôi, thế em học trên lớp cô không nói hả? Cái này á, có phải là em nhìn hình ảnh, em cảm nhận rồi đúng không? Mấy cái bài này bài về nguyên lý thị giác. Sau khi em đã nhìn những cái hình ảnh đó rồi thì giáo viên người ta sẽ cho làm những cái bài này để em sẽ dùng, thật sự là vẽ không phải là dùng tay mà dùng mắt của mình quan sát, sau đó là em sẽ thể hiện lại cho người ta hiểu. Tại vì bây giờ là mấy cái căn bản như vậy, mình vẽ những cái nhỏ nhỏ người ta cảm giác được và người ta hiểu được, thì mai mốt em thiết kế những cái lớn người ta xem á, người ta sẽ hình dung ra được. Không 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 không, chết rồi, em lộn rồi. Ý chị bảo á, là em mà đi chụp hình á, là cái cảm của em muốn chụp cái bức đó cho em cái cảm giác gì, sau đó em về em sẽ dùng những cái đường nét thẳng cong xiên vân vân đó em thể hiện lại cho mọi người thấy, chứ không phải vẽ y chang nè. Em nhìn cái bài này đâu phải là nó vẽ cái lá đâu. Ừ, nói chung là chỉ là gợi cái nét thôi. Giống như cái này lan tỏa thì nó vẽ như vậy cho cái cảm giác thôi, chứ đâu có phải là nó thấy cái mặt nước á, nó lan tỏa ra như vậy thì nó làm thêm cái bài này, chứ không phải là thấy, ví dụ thấy mặt trời vẽ y chang lại mặt trời, mà em chỉ cần vài cái nét gợi để cho người ta hiểu cái đó là của mặt trời hay là mặt biển gì đó đó, ví dụ nhìn cảnh biển vẽ sao. Cái bài này tưởng dễ nhưng mà tính ra lại khó nha, tại vì dùng những cái nét như vậy không á để truyền tải cho người kia hiểu được cũng không phải đơn giản nè. Bạn Hoàng thấy bài tập làm sao? Nói chung là bài ấy, thì nó đòi mình tỉ mỉ ấy, kiên nhẫn. Đây, bây giờ tiếp theo là mình sẽ mượn bài của bạn Hoàng. Đây nha. Trong hai bạn hiểu cái phần bài tập về nhà rồi đúng không? Tại vì chị chưa có nói về cái vụ màu á, nên trước mắt là hai bạn cứ làm về đen trắng không thôi. Đây, cái này là bài hôm bữa mình giao nè. Để thoát cái này ra. Cái phần mình giao bài tập về nhà ấy, là mình học, nhưng mà cô chỉ nói có hai ba từ đơn giản. Thì trên thư viện á thì có sách nói về cái này nhưng mà nó hơi dài dòng, bây giờ cho mọi người coi. Đây là tiếng Anh không à? Ủa đây nha.
chung là mình sẽ dựa vào cái này để mình đưa cho mấy bạn. Đây là phần lý thuyết. Giờ chứ bạn Tú hỏi gì? Bạn Tú rớt mạng nữa hả? Ok, để gọi lại. Alo, ngồi bạn kia không biết lo được không á. Trời ơi, ông kêu kìa. Giờ sao? Ui. Bây giờ bắt đầu xong cái phần bài tập giao về, giờ bắt đầu cuộc học lý thuyết thì ông rớt mang. À quên, vậy thôi trong lúc đấy thì giao bài tiếp với phần này đi. Giờ không biết sao luôn. Ông sợ mình học chứ ông kêu hai người đợi kìa. Trời ơi, chị úp bài lên á mà thằng Excel nó cứ xóa me, nó xóa hoài luôn. Ủa, chưa hả? Đây. Ok, vậy vậy em chịu khó đợi Tú xíu nha cho nó đổi địa điểm rồi. Sao sao bạn Tú nói sao? À, chưa chưa chưa, chị chưa nói gì mà bình tĩnh. Rồi. À, đây nói lại nha, nói lại nha. Cái sắp á, ý chị nói là cái phần bài tập của mình á là cô giáo chị dạy rất là đơn giản. Nhưng mà trên thư viện thì người ta dạy, trên thư viện sắp á, bên nước ngoài thì người ta làm từng chút vậy nè. Và chị sẽ hướng mọi người làm theo cái hướng này. Thì bây giờ cho nên hôm bữa mới nói mọi người về làm bài tập này. Sắp tới á, sau vừa nãy mình làm cái bài kia mà mọi người sẽ về làm thêm cái bài này nữa, đặt những cái đường này cho bất kỳ nha, cái này chỉ là ví dụ thôi. Khi nào mình học xong hết những cái phần này mọi người hiểu rồi á, mình sẽ đưa những cái tài liệu cho mọi người. Rồi,
đi vô học nha, bỏ cái này đi. Chị nhìn cái này không thôi. Rồi nếu mà nhìn không vậy á, hai bạn thấy có một cái gì cảm xúc làm sao? Không, bây giờ mình bắt đầu test nè, test bài tập nè. Giờ là khi mà em nhìn không vô cái tờ giấy như vậy, em sẽ có cảm giác làm sao? Không có cảm giác gì. Bạn Hoàng có cảm giác gì? Bạn Tú có cảm giác gì không? À, tôi trống không có gì, nhưng mà ủa không không, nói chung là nhìn vậy không cảm nhận được cái gì luôn hả? Làm thử nha, nếu mà nhìn đây tiếp, nếu mà nhìn vô cái này thì thấy sao? Nhìn vô cái bức bên đây nè, có cái chấm đen nè. Nhưng mà nó có, em không có cảm nhận nhận gì hả? Nếu mình nha, đây nha, bạn Tú có cảm giác gì không? Nhưng mà nếu sau mình thử so sánh hai hình, hỏi thử câu này nha, hai bạn chưa chưa cảm được không? Hai bạn có cảm giác là cái này nó hút mắt mình không? Rồi vậy thì hai bạn đã làm cái bài tập này và thay đổi vị trí. Này là bài của bạn Hoàng đúng không? Vậy thì bạn Hoàng sẽ nói trước là khi mà một cái hình như vậy, khi em đặt để như vậy á, mỗi cái này nó cho em cái cảm giác gì không? Ví dụ đây đầu tiên nha, là mình sẽ đặt cái này là chấm, cái này là số 1 đầu tiên này, sau đó sẽ chuyển sang đây. Rồi từ đây qua nha, xong ở dưới đây cũng đó. Rồi bạn Hoàng nói trước đi. Không nè, em nói trước ở hình số 1, sau đó mình chuyển sang hình số 2, số 3, cái thứ như vậy. Tại vì cái mà chị muốn chia sẻ là mọi người khi mà làm bài tập á, mình thực hành mình cảm thấy như thế nào, còn cái phần lý thuyết á, thì đọc rất là dễ, nhưng mà không phải là ai cũng đọc xong lý thuyết hiểu được bài, cho nên mình mới làm cái cách là đây lý thuyết đây, nhưng mà sau khi học xong thì mình sẽ đưa cho mọi người. Còn bây giờ đưa trước đó, cho mọi người thì bị mất đi cái sự gọi là tự mình cảm giác rồi. Đó, rồi bây giờ số 1 của bạn Hoàng trước. Cực kỳ dễ gây chú ý. Có độ tương phản. Chấm đen hơi nhỏ vào.
Ừ. Em cảm giác là khi mà mình phóng to cái này, nhưng mà vị trí là cũng đặt ở tâm, đúng không? Cũng đặt ở tâm và thay đổi cái kích thước của nó thì cảm giác là nó hút mắt hơn. Mình thử dùng cái từ em thử nha. Em có cảm nhận là nó nặng hơn, mắt mình hơn không? Ừ, đó, xong đó. Chưa cảm thấy nặng mắt hơn hả? Thử thử nha, cũng là cái này đi. Cái này em xài lip bin hả? Mắt hả? Cái sao vậy ta? Đúng không? Ủa chị, ẩn gút nó ra rồi mà mình, chị cảm giác như mình nên xài lip bin. Đây, nếu mà cái này nha, giờ chị phóng bự lên thôi. Lấy luôn hình này, cảm giác mắt có nặng hơn không? Đó, chính vì em nhận xét được là cái hình tròn ở trung tâm khi mà nhỏ như vậy, em cảm giác nó nhẹ. À, mắt mình hút vô, nhưng mà khi mà mình phóng ra mình cảm giác mắt mình nó nặng hơn. Thì khi em cảm nhận được như vậy, khi em muốn thiết kế, em sẽ tùy theo cái yêu cầu hay là cái điều em muốn truyền tải cho người ta, em sẽ biết cái cách thu nhỏ kích thước hay là cho nó lớn hơn lên. Rồi tiếp theo cái số 3. Cái số 3 ấy thì thật sự ý chị là chị cho mọi người ấy ở những cái đường này là cho mọi người dễ đặt thôi. Còn thật sự cái bài ấy là không có những cái đường này đâu, mình tự mình đặt ở đó. Cái số 2 khó chịu hơn. Cái số 3 cho em khó chịu hơn. Rồi không được thuận mắt rồi, cái số 4 thì sao? Là bản thân em thấy cái số 4 này là nó dễ chịu nhất so với 1, 2, 3 này. Ok. Rồi, cái số 5 thì sao? Giống cái số 3 gây cho em khó chịu. Nhưng mà nhẹ hơn là do cái vòng tròn này nó nhỏ hơn. Phải. Ai quên, bạn Tú còn on không? Ok, bạn Tú nghe rõ bạn Hoàng nhận xét đúng không? Rồi ok, cái số 6. Cái số 6 nhìn dễ hơn. Cái số 6 là theo em nói là nó dễ nhìn, nhưng mà nó thua cái nào? Nó thua số mấy? Nó thua 1, 2, 4 mà. Em lại vẫn thấy cái số 3 là ok nhất đúng không? À, cái số 4 ấy nhỉ? Cái số 7. Giống ở cái số 4 dễ nhìn hơn. Rồi tiếp cái số 8.
mình dùng tiếng Pháp không anh ta? Em cảm giác cái này dễ nhìn hơn à. Rồi. Rồi cái số 9 cứ cứ nói cái em cảm thấy đi. Nó ở trên và nó hơi chéo chéo gây cho em cảm giác khó chịu. Ok. Không hiểu, không xài tiếng Pháp không được, không ăn. Số 10. Gây cho em cảm giác khá dễ chịu đúng không? Số 11 thì sao? Hơi giống cái 9 à. Rồi. Mười hai giống cái 10 nhưng mà nó hơi khó chịu chút. Ok rồi. Để sau khi bạn Hoàng với bạn Tú nói cái cảm nhận xong, mình sẽ chia sẻ. Bạn Tú sẽ mượn bài của bạn Hoàng nha. Alo. Đó thì em đã nghe bạn Tú nói, em đã nghe bạn Hoàng nói. Thì giờ bạn Tú thử coi cái cảm giác của bạn khi mà bạn làm mấy cái bài này á, có cái cảm giác giống bạn Hoàng không hay là khác như thế nào thì chia sẻ cho bạn Hoàng với mình nghe. Bắt đầu từ hình số 1. Bây giờ bạn Hoàng alo, sau khi bạn Tú nghe bạn Hoàng nói thì bạn Tú tổng kết lại á, theo nhận xét của bạn Tú là hình càng nhỏ thì càng dễ chịu, hình càng lớn thì càng gây khó chịu hả? Hay là gây sao? Hình càng to càng dễ nhìn thì gây cho em giúp cho em dễ chịu hơn. Là vừa nãy thì bạn Tú bạn Hoàng chứ, bạn Hoàng nói là hình thích hình lớn hơn đúng không? Đó. Rồi tiếp. Để ở trung tâm plan, chị hỏi xíu với bạn Tú là hình càng gần ở trung tâm của bạn là cái bắt đầu từ điểm ở giữa này đúng không? Em lấy cái mốc trung tâm của em là chỗ nào? Là cái đường giao gì? Rồi. Cứ để vào phần gần trung tâm thì em cảm thấy dễ nhìn, mà xa thì cảm giác khó. Rồi tiếp. Rồi rồi ok. Em còn cảm giác gì nữa? Những hình ở vậy là cái xu hướng mắt của bạn Hoàng là bạn sẽ nhìn ở trung tâm, sau đó là bạn sẽ nhìn quan sát ở xung quanh. Thì đối với những cái hình đặt ở phía trên, bạn phải từ cái trung tâm này bạn ngước mắt lên phía trên thì bạn cảm thấy là khó, nó bị chậm hơn so với nhìn xuống dưới đúng không? Đó, thấy không, chỉ là một cái hình vuông đơn giản, đặt những cái điểm này thôi
mà bản thân bạn Hoàng thì cảm thấy những cái đường nhỏ thì dễ chịu, trong khi đấy đường lớn khó chịu, còn ngược lại bạn Tú thích cái đường to. Ở đây á là trong lý thuyết học á, y như cái, nói chung là người ta đã tổng kết lại như bạn Hoàng, như bạn Tú lúc nãy nói, là khi những cái hình càng ở gần trung tâm thì cái độ vững chắc của nó càng cao. Chính vì vậy mà khi mà mình đặt những cái hình càng xa ở trung tâm á, thì cái bắt đầu xuất hiện cái sự lỏng lẻo và dễ bị rơi rớt lại nè. Thử ở hình 8 nha. Hình 8 nếu mà mình đặt để không khéo xuống xuống chút xíu nữa là mình sẽ cảm giác nó sắp rớt ra. Hoặc là hình 12. Hỏi thử bạn Hoàng cái cảm nhận này coi bạn có để ý không? Đây nha. Em để ý cái đường kẻ này, những cái đường này rồi đúng không? Khi em đặt nè, như hình 4 và hình 10, em đặt để ở vị trí những cái đường này, hình 11 đúng không ạ? Hình 6 đúng không ạ? Em sẽ có cảm giác, em thử cái cảm giác của em nó có khác với một cái hình như là hình số 12 không? Nó liên kết em nè, chị thử bỏ đi nha, tại vì thật sự là lúc mà làm á là nói cho mọi người, để mọi người biết khi mà mình đặt theo những cái đường này thì nó sẽ giữ cho mình được một cái sự chắc chắn, một cái liên kết. Còn khi mà em đặt lật ra khỏi những cái đường chéo này là sẽ bị cái cảm giác lỏng lẻo. Chính vì vậy khi ý là khi mà mình cảm nhận được như vậy nha, thì khi thiết kế em cũng sẽ căn là đặt để bố cục á, mình sẽ đặt ở trung tâm và những cái đường điểm mạnh, còn những cái đường kia mình sẽ tránh đi. Ok rồi, cái phần này thật sự là cũng y chang như vậy. Còn cái giải thích chi tiết á mình sẽ đưa sau, và mọi người, mình sẽ không đưa cái phần mình dịch, mọi người sẽ tự dịch nha. Nói chung là nó cũng chỉ ngắn ngắn mà. Đây. Ở đây người ta sẽ nói chi tiết từng từng hình một cho mình luôn á. Đó. Cái phần lý thuyết đó có câu một ngắn tỉ nè, cho nên khỏi gọi, chị đọc cho mọi người nhớ là khi mà hình tròn hoặc là hình vuông á thì tâm của nó bao giờ cái điểm tụ cũng là mạnh nhất và tập trung nhất. Khi mà mình tách nó ra xa thì tự dưng là cái độ gọi là thấu thị của mắt bắt đầu nó bị giảm dần, có vậy thôi à. Ờ, quên, để chị bỏ cái gọi là cái thấu thị gì ra nha, chị chỉ đọc cái nội dung dễ nhất cho mọi người thôi, là cái lực thị giác của mình á. Cái lực thị giác của mình bao giờ cũng là khi mà mình nhìn vô, mình sẽ tự con mắt của mình sẽ hút vô cái phần trung tâm trước, và khi mà mình bố cục, mình đặt càng xa cái điểm trung tâm đó ra thì tự tự động nó sẽ dần dần nó yếu dần đi. Thì em biết cái nè, lực thị giác ở tâm mạnh hơn và giảm dần khi di động xa tâm. Khi em biết được cái điều đó, em thiết kế em phải căn, và những cái đường chéo là những cái đường điểm mạnh, thì mình sẽ đặt bố cục trên những cái đường đấy cho nó chắc chắn. Nói chung là lý thuyết thì ngắn gọn đơn giản, nhưng mà chị muốn là mọi người tập
cái con mắt thị giác của mình á, xong rồi hiểu. Tại vì em hiểu rồi, em làm mấy bài này tự em sẽ, nói chung là nó thấm vô, mình sẽ không quên. Đang suy nghĩ không biết nên cho mọi người làm cái bài này không, sợ hơi khó. Quên hỏi lại, vừa nãy bị rớt mạng á, thì hai bạn muốn làm khoảng bao nhiêu bài? Ở đây có bài điểm chấm, đường nét, hình khối không gian, bốn cái này. Mình không rõ thời gian của mọi người như thế nào, cho nên là một á, là có thể tập trung vô bài đường nét. Hai là tập trung vô bài hình khối. Gì? Bài điểm chấm chứ. Còn bài hình khối bữa sau thì mình sẽ nói thêm. Tại vì hình khối ấy, mình sẽ mở rộng lấy kiến thức ở bên phần kiến trúc qua nó. Thì hai bạn chọn đi. Tại có thể làm, nếu được ấy, thì làm bài không gian thì càng tốt. Chỉ sợ là không có thời gian làm thôi. Tại vì em nhìn như vậy thôi nha, cái mà chị muốn á, làm không phải là mọi người nhìn vô những cái bài này làm like, mà là tự mình nghĩ, và cái nghĩ của các bạn á, được được gợi ý bằng cách là bạn sẽ lấy máy chụp hình đi chụp hình ảnh, và sau đó bạn sẽ dùng những cái đường nét bạn gợi là. Tại vì khi mà làm mấy bài này ở trên lớp thì cô cũng chỉ bảo là đi tìm kiếm hình ảnh ở trên mạng, cái hình nào cho em cảm giác bình yên, cái hình nào cho em cảm giác sợ hãi hay là giận dữ, run sợ gì ấy. Em hãy thể hiện lại ra. Cô chỉ nói đơn giản vậy thôi. Còn mình thì mình gợi ý cho mấy bạn, còn cái cuốn sổ note thì mình sẽ để ngày mai lên trường lấy về, rồi mình sẽ chụp gửi qua. Sổ note chữ hơi xấu. Đó, hai bạn muốn làm bốn bài hay là chọn ra hai bài? Ừ đó, chị sợ không có đủ thời gian thôi. Không, thì chị mới bảo, là mấy cái bài là khởi đầu, chị chấm đơn giản như vậy thôi. Còn đợt trước chị làm bài điểm chấm á, là chấm trên A3 với A2 mà chấm full giấy, không có chừa miếng nào hết, là cái nền cũng chấm luôn và phải tải sắc độ. Còn cái này là có chút xíu mà. Nói chung là ai làm bài điểm chấm rồi sẽ hiểu được. Bài đơn giản thì 3 tiếng 5 tiếng, còn nếu mấy bài phức tạp thì từ 3 ngày đến 5 ngày. Mà chị sợ nhất, chị chấm hết nha, chị bị kiểu như là cái sợ về điểm nhẽn á. Bao giờ chị cũng chấm cuối cùng hết, tại vì chấm sai con mắt một cái là nó đi tong hết. Vậy hai bạn muốn chọn bài nào? Cái đường nét thì khá là dễ. Nói chung là đó, tùy cảm nhận người thì kêu đường nét khó hơn. Mọi người có thể tham khảo thêm nha, như chị lấy bài của chị, lấy những cái này nè. Đó, chị đưa cho mọi người coi nè, những cái đường nét cũng rất là dễ thương nè. Nhưng mà nhìn vậy thôi nha, không phải là dễ làm đâu. Tại vì người ta nhàn nghề rồi.
một là cấm thôi thì bạn nào thấy bài nào dễ thì có thể chọn, không không nhất thiết là phải, ví dụ như bạn Tú thấy bài điểm chấm khó thì chọn bài đường nét, bạn Hoàng thấy đường nét khó thì chọn bài điểm chấm thế đó. Tại vì chị quan trọng là cảm thấy thoải mái rồi chọn cái bài đấy rồi mình sẽ làm chứ không có ép vậy thôi. Thôi mình làm trên A4 thôi, nói chung là cần là hiểu. Đó, chị nghĩ là nên vẽ một cái khung như vậy đi, chỉ cần nói chung là có một cái đường giới hạn đó, không nhất thiết phải full A4 nha. Nhưng mà vậy nè, vì em ví dụ như tùy khả năng em đi, em chọn, em chụp hình xong em chọn chủ đề hạnh phúc đi, em thể hiện ra đó, em phải thể hiện được cái chủ đề nha. Ở ở cuốn sổ của chị hôm bữa học ở trên ấy, là bảy mấy tám mấy cái cảm xúc cảm giác, sau đó từ những cái đó mà chia ra được thành 5 cái 10 cái nhóm, mình phải vẽ thể hiện được. Cái này là rơi nhẹ nhàng và lan tỏa nè. Mấy bạn muốn làm mấy bài? Và ví dụ như chọn điểm chấm. Ở đây thì 5 bài. Các bạn muốn làm mấy bài? Có điểm chấm em nói chung là tùy theo khả năng, nhưng mà chị khuyến khích là thể hiện nét thanh nét mạnh. Còn nếu như mà khả năng chưa có thể chuyển được từ 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 nét á, thì em có thể làm theo cái dạng như vậy nè. Đây, bạn này làm ở bên đây đâu quá nè. Thì đó, ý chị là nếu như em không thể làm cái bài kia được thì em chuyển sang, em thể hiện bằng cách như vậy. Đấy, hai bạn muốn làm, bạn bạn Hoàng muốn làm bài này mấy bài? Không, chị biết là muộn có thời gian làm hết, nhưng mà ý là cái buổi học sau á là mình sẽ cùng nhau coi cái bài đó và nhận xét, thì là chỉ cần là ví dụ như em bận thì em làm một bài, còn nếu em có thời gian em làm hai bài, nhưng mà hai bài đó là hoàn chỉnh để mình sẽ nhìn, mình sẽ lấy cái đó để mình học tiếp phần lý thuyết sau. Còn còn như em biết rồi, sau này em muốn làm bao nhiêu bài tùy. Thì giờ chốt mấy bài? Chốt một bài mà ít bài đi. Nhưng mà phải đảm bảo là thể hiện đúng chủ đề nha. Rồi bên đây bài đường nét của bạn Hoàng chọn mấy bài? Một ý là ví dụ như trong bài đường nét này em sẽ vẽ mấy bài á? Ok, em sẽ vẽ hai bài. Vậy là bạn Hoàng sẽ làm hai bài. Còn bạn Tú thì chọn bài bên đây và làm khoảng một bài, nếu có thời gian làm hai. Vậy
với làm cái bài này nữa nha. Đây. Ai quên hai bạn á, khi mà làm bài á, tất cả những cái nội dung mà hôm từ trước giờ mình học á, thì cứ giữ lại. Tại vì sau này cái phần nâng cao ở bên kia chị sẽ mượn lại những cái phần poster rồi những cái hình ảnh. Giống như là mấy bữa nữa mấy bạn chụp hình đó, mấy bạn sẽ giữ lại những cái hình ảnh đó khi mà học đến cái phần nâng cao và phân tích về hình ảnh với cả tranh á, mình sẽ lại lấy cái hình đó ra để mình phân tích. Như cái hình này của bạn Tú này, hôm bữa tính là lấy để vô bài luôn, nhưng mà thôi để đi cho chắc cái phần đường nét cái thứ này xong đã. Đây nè. Ủa sao nhấp vô của bạn Tú không ra? Chắc do mày nè, mấy bữa nữa sẽ mượn cái hình này của bạn Tú để lấy làm bài học. Mỗi xẻ đây nha. Cho nên nói chung là những cái tài liệu mọi người cứ giữ lại đi, mỗi thứ nó một chút gom lại. Sau này lúc mà bắt đầu vững rồi á, mình sẽ đưa mấy cái bài này. Hôm bữa tính nói liền những cái bài này nè cho mấy bạn, nhưng mà sợ là đi nhanh quá không nên, cho nên thôi từ từ sẽ nói đến những cái bài này sau. Đây. Cái này là vừa bố cục vừa hoàn sắc luôn. Của mấy bạn bên thi sắp tới này mới cho mấy bạn kia thi á, cho nên mình cũng gom cho mượn. Đây. Chắc đi từ từ thôi, đi liền mấy bài này sợ vội quá. Vậy bây giờ hai bạn nhớ làm cái bài này nha. Ủa thì do bạn chọn thôi, vừa nãy tính là nói làm điểm chấm nhưng mà bảo là chấm chưa, không có học về bên mỹ thuật, không rành về chuyển to nhỏ này nọ, thì mình bảo nếu không được thì chuyển sang làm hình thức khác. Ok. Ông Tú cũng rớt mạng nữa rồi hả? Trời ơi, không biết sao luôn á. Không hiểu sao sao mỗi lần học là thế nào mạng cũng có vấn đề này. Rồi bây giờ sao chốt bài trời? Thôi vậy sao ta, thôi vậy hôm nay mình ngưng ở đây đi, rồi mai rồi thứ bảy mình học tiếp. Chút nữa chị sẽ nhắn cho bạn Tú. Bạn vậy bạn Hoàng nhớ làm cái bài đường nét này và cái bài phần này nha. Không, cái bài này nè, cái phần này nè. Còn còn cái bài chấm với đường nét á, là chị bảo là coi như là thôi bây giờ tùy bạn nào chấm được thì cứ chấm, mà bạn nào
làm bài theo kiểu đường nét thì cứ làm bài đường nét, không có ép, quan trọng là hiểu không. Bạn thì bạn Tú bảo là ngồi ở quán học sinh chiều qua cũng bị rớt. Vậy là bạn Hoàng sẽ làm bài điểm chấm đúng không? Bạn bạn Hoàng thì con bạn Tú thì nó là sẽ làm hai bài đường nét. Ok, để ngày mai chị lấy cuốn sổ, chị sẽ một là chụp, hai là quay lại đưa cho mọi người. Rồi ok, còn cái phần này nè là khi nào học xong á thì đưa nha, tại vì đưa trước á, đưa trước mất công mình sẽ lấy mất cái cảm giác của mọi người, y chang như là mọi người sắp chuẩn bị xem một bộ phim, mình ngồi mình kể hết trơn rồi, mọi người sẽ mất cái cảm giác là coi cái tình tiết hồi hộp như thế nào. Rồi. Rồi hôm nay mình kết thúc ở đây đi. Rồi bữa sau mình học tiếp. Bye bye em.